mình dùng giống như là tiếng sét ái tình, cái kiểu mà mình nói câu chuyện, nói cái cảm xúc, mà nói cái mình muốn trao đổi với bác bằng cánh mắt với nhau và cứ hai người nhìn nhau. Và thế là mình chủ động là mình ôm bác và thế là rơi nước mắt. Xin chào mọi người đang trở lại với Minh Show. Sau tập 1 và tập 2, mình đã tìm hiểu được về những cái tâm tư, tình cảm, cuộc sống gia đình, những cái sở thích, phong cách sống của anh Minh. Thì hôm nay anh Minh đã mời Dustin đến với một cái tập 3 mà với một cái bí mật rất là lớn. Bí mật đó bây giờ đã được bật mí đằng sau chiếc background này. Thì chào anh Minh. Anh Minh có thể chia sẻ cho Dustin cũng như là khán giả của Minh Show về cái background rất là hoành tráng đằng sau này được không ạ? Cho Minh đầu tiên gửi lời tới tất cả mọi người quý mến Minh trong suốt thời gian qua. Đây cũng là một món quà mà Minh đã ấp ủ rất là thời gian rất là dài. Tất nhiên là món quà này có thể là dành cho Minh là đầu tiên, đúng không ạ? Và gia đình. Và nay sẽ bật mí cho tất cả mọi người. Suốt hơn 2 năm qua, một sự im lặng đáng kinh ngạc, đáng rùng rợn để cuối cùng để tất cả mọi người chờ đón giây phút này. Đây là một sản phẩm, một tuyệt tác mà Minh nghĩ rằng sẽ làm cho cái thú chơi xe đam mê của người Việt Nam của mình lên một tầm cao mới. McLaren Elva. McLaren Elva, wow. Lần đầu tiên với Dustin mới em mới được chứng kiến tận mắt với khoảng cách gần như thế này. Chúc mừng anh Minh vì đã có được em Elva về với lại bộ sưu tập của mình ha. Vậy thì em cũng rất là thắc mắc, tại vì với một người có kinh nghiệm chơi siêu xe lâu năm thì McLaren Elva này có điều gì đặc biệt khiến anh phải dành nhiều công sức, thời gian và sự chờ đợi đến như vậy để có được nó? Wow, một câu hỏi này khá thú vị, cũng khá khó để tóm một cái ý rất là phải ngắn gọn để cho mọi người cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Thì thật sự một cái chặng đường để chơi xe thì mọi người đã biết rằng là Minh đã trải qua rất là nhiều và phá kỷ lục bản thân đến đây là lần thứ 3. Phá cái lục bản thân của mình, chứ mình không dám nói phá cái lục của tất cả mọi người đang sở hữu xe tại Việt Nam hoặc ở thế giới, bản thân của mình thôi. Thì để mình nâng cao cái đam mê của mình thì mình sẽ lựa chọn rất là nhiều cách. Có người sẽ là về kiểu dáng, có người sẽ trải nghiệm về nhiều thương hiệu, có người sẽ trải nghiệm bộ sưu tập sẽ rất là nhiều màu hoặc là chỉ một màu. Nhưng mà đối với Minh thì Minh chỉ luôn luôn tập trung vào chữ là cảm xúc. Mình luôn luôn gắn liền chữ cảm xúc suốt thời gian qua. Thì McLaren Elva này mang cho Minh một cái cảm xúc rằng là chiếc xe cũng đã bán trên thế giới, hãng cũng chào mời mình để mình xem ra mình có một chiếc xe có thể là cái giá trị vật chất nó sẽ đang cao hơn. Đúng không ạ? Thì lúc đó mình nghe một cái báo giá, mình nghe oh my god, cái kiểu hình như nó xa xa với những gì của mình đã có trong những năm qua, gấp đôi kiểu giá trị mà mình đã từng sở hữu. Rồi khi nào mình được có nó đây, rồi mình có nó mình phải làm gì với nó đây? Đó là một cách mà mất rất nhiều thời gian để mình phải chiêm nghiệm. Và nhân duyên đã đến và mình đã ngồi suốt thời gian để cùng nói chuyện với hãng, để đưa ra những cái tâm tư nguyện vọng, để đưa một cái tác phẩm nghệ thuật lên chiếc xe, để đây sẽ là một cái sản phẩm đầu tiên mà có thể là người Việt, có thể nói là người Việt mà mở ra một cái góc nhìn hoàn toàn khác, giao cả một chiếc xe cho một người nổi tiếng của thế giới, có một sức ảnh hưởng với một kiến thức bề dày kinh nghiệm của người đấy, mà Minh hoàn toàn không can thiệp vào bất kỳ một ý tưởng nào của người ấy,
Và trong quá trình mà để thực hiện cái tác phẩm này, Minh cũng xin phép là Minh không tham gia vào, mà Minh cũng không xem coi bác sẽ làm gì, để Minh có cần để là một cái cảm xúc mà nó mới nhất, lạ nhất, bất ngờ nhất. À, cũng có thể là nó không hợp ý mình, cũng có thể trong cái lúc đó rất là lo lắng. Nhưng mà đối với Minh nghĩ rằng là khi một người có một cái bề dày kinh nghiệm, với một cái vị thế, một cái khẳng định của họ ở trên toàn cầu rồi, thì chắc đó cũng có thể là dễ dàng với họ, nhưng có thể là sự khó khăn của mình có chấp nhận cái đó hay không. Dạ. Nghe anh kể thì em hiểu là để có được cái chiếc xe này thì anh có những thứ anh không thể một mình quyết định. Dạ. Mà giống như cái những cái hình vẽ trên chiếc xe là hoàn toàn của họa sĩ Hoàng Nguyễn. Nhưng mà cái cảm xúc của anh khi mà anh được nhìn thấy nó lần đầu tiên á, anh còn nhớ nó không? Chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này. Vì hãng đã làm những cái điều rất là bất ngờ cho một người sở hữu chiếc xe, rồi tới bác làm một cái điều bất ngờ cho một người sở hữu một tác phẩm nghệ thuật. Nên là có rất nhiều người có thể là để đi nhận một chiếc xe ở Việt Nam họ sẽ có một cách khác, rồi mình cũng có thể bay sang cái nước mà sản xuất ra chiếc xe mình nhận là một cách khác. Nhưng đối với Minh thì Minh cảm thấy là những cái cảm xúc đó Minh đã từng làm được. Nhưng mà với cái cảm xúc mà bước vào một nhà máy, Minh nhận xe tại nhà máy của McLaren, và khi bước vào mình thấy các huyền thoại của các chiếc xe mà của người sáng lập ra hãng McLaren, họ rất là trân quý những cái giá trị xe đó, và họ đã không cho Minh nhìn ngay chiếc xe của Minh. Để thông thường là mình là người chủ xe, mình qua là ủa xe tôi đâu, tôi hồ hởi, tôi bay sang đây bao nhiêu tiếng, tôi ngồi tôi đợi, rồi phải vào cổng security, rồi phải check rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Rồi vào đi cho xem. Không, bác ngồi uống cà phê, ăn bánh, uống trà, rồi gặp đại diện của các hãng, nói một hồi xong cũng chưa cho mình để mình thấy được chiếc xe. Thì mình cũng thả trôi đi chứ, bây giờ mình cũng không biết làm sao. Có thể họ đang làm cho mình một cái điều gì mà hoàn toàn trước giờ chưa ai làm cả. Hoặc họ cũng có thể tìm hiểu về cái lịch sử cho xe của mình, cách nhận xe của mình đó. Thì họ đang muốn tạo ra một cái giá trị hoàn toàn mới cho một người sở hữu. Mà điều mà mình nghĩ rằng là họ muốn làm điều đó làm vì mình đã giao một cái trọng trách rất lớn. Là thay vì mình mua cái xe thì đương nhiên họ nhận được tiền là họ vui rồi, tại sao họ phải làm những cái điều khó khăn hơn mà hoàn toàn đối với hãng là lần đầu tiên. Tại sao là lần đầu tiên như được như vậy anh? Điều đó là mình cũng từng đặt ra cái câu hỏi rằng là thì cho nhận xe là xong rồi, tốn kém vậy chi, thì mà còn phải bắt đem cái xe ở trong nhà máy rồi phải bay qua bên đó, mà tại sao không ship xe về Việt Nam? Đó. Thông thường chiếc xe trước là anh sẽ nhận là khi họ ship về Việt Nam, mình nhận tại đất nước của mình. Thông thường là các hãng sẽ làm ship xe về Việt Nam, tại vì có thể là đại đa số mọi người cũng không có thời gian nhiều và họ cũng muốn gấp. Thì có thể là vừa xong xe là ship luôn, để mọi thủ tục giấy tờ và ship về cũng mất khá nhiều thời gian. Thì mình thấy đại đa số là như vậy. Thì cũng có một số người có thể là sẽ nhận xe tại phía nhà máy hay là một cái showroom dealer nào đó. Nhưng mà đối với mình đây là lần đầu mình nhận xe tại nhà máy. Thì khi vào nhà máy rồi đi hết một vòng, nghe tất cả các lịch sử tại sao họ làm như thế, và cuối cùng một cái thời khắc mà họ mời mình vào một cái phòng để mình nhận được cái xe, thì mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều hoa, rồi sẽ có nhiều BG, B-boy hay gì đó, rồi băng pháo bông, thí dụ kiểu vậy. Nhưng mà cuối cùng họ dẫn mình vào một cái căn phòng, họ nói đây là nơi mà anh sẽ nhận được chiếc xe. Thì mình đang ngồi đó, ủa với một cái diện tích nó nhỏ như thế mà tôi ngồi hết rồi, bàn ghế để sẵn, sofa để sẵn hết rồi, các quầy bánh, tất cả mọi thứ, thì chiếc xe tôi nằm đâu? Là vẫn chưa thấy chiếc xe luôn. Vẫn chưa thấy chiếc xe luôn. Thì mình nói hay là họ đánh lừa mình, hay là mình nghe tiếng Anh mình không hiểu, hay là chỉ là đây là một cái nơi standby để mình ngồi mình trao đổi với nhau rồi lại phải đi ra một nơi khác. Thì nói không, là tại đây, cứ là tại đây hoài à. Thì thôi mình cũng kệ. Sau đó mình ngồi mình ăn bánh uống trà, thì mình nhìn ra một cái view của McLaren họ làm rất rất là đẹp. Và họ nói nhỏ cho mình nghe là nếu mà lần sau á mà mình có qua thì mình nên có một cái trải nghiệm khác, nghĩa là có thể đi máy bay tới nhà máy của họ. Ủa vậy là
Bình thường mình phải đi máy bay tới sân bay rồi mình đi xe vào mình ở khách sạn. Máy bay không? Riêng. À, mình sẽ có thể có những cái điều khoản mình có thể đi máy bay vào trong cái nhà máy của họ. Họ có một cái sân bay nằm trong nhà máy của họ. Nó khủng khiếp là như thế. Mà chưa biết mình có được như thế hay không, nhưng mà có họ có những khách hàng của họ và họ có những cái tour trải nghiệm là để cho có một số người mà họ trải nghiệm về xe, họ sở hữu về xe. Thì họ nói tôi có xe rồi, tôi nhìn thấy xe rồi, nhưng mà tôi thích cái view, tôi thích cái quang cảnh, tất cả mọi thứ ở hãng McLaren này. Tôi bay sang đó tôi ngủ uống trà được không? McLaren, CZ, tại sao không? Chúng tôi làm ra điều đó để cho các bạn. Đó, thì đó một cái trải nghiệm mình thấy wow. Rất, tức nghĩa là với nhà máy của họ phải rất rất là rộng. Đó. Thì mình cũng mong mỏi là mình sẽ được có cơ hội làm điều đấy và tiếp tục phải chờ. Thì cứ chờ chờ hoài, mình nói là họ nói là ok, mọi thứ là ready. Thì mình mới nói ok, vậy đi đâu, xe đâu đón tôi đi. Nói không, bước mấy bước tới rồi. Thì họ đã cố tình họ làm cho mình không biết cái đường vào là nằm đâu. Thì cuối cùng là họ nói là bắt đầu họ sẽ mở cửa ra. Thì cái cửa đó là nằm trước mặt mình hồi nào mình không hay. Thì bắt đầu họ mở cửa ra và họ dắt mình vào trong một cái phòng không lớn, chắc tầm này thôi. Nhưng mà tất cả mọi cái họ cực kỳ đơn giản lại. Họ không có làm bất kỳ một điều gì mà mình đã từng nhận xe. Càng đơn giản bao nhiêu thì cái món quà của mình nó càng hấp dẫn bấy nhiêu. Và thế là họ mở cánh cửa đó ra và cho cái xe cho mình thấy. Thì lúc đó mình bắt đầu mình vỡ òa là hay thế. Đó là một nghệ thuật kể chuyện chứ ha. Họ bán không chỉ là chiếc xe mà là họ bán cả cái trải nghiệm, cả một câu chuyện. Anh có nghĩ là họ kỳ vọng khi mà chiếc xe đó được mở ra trước mắt anh thì anh sẽ có một cái cảm xúc vỡ òa như kiểu rơi một giọt lệ không? Hoàn toàn chính xác là mình có thể là để ý là rất là nhiều người họ lúc đó bên hãng họ sẽ nhìn coi mình coi cảm xúc anh như thế nào. Lúc đó có quay phim không? Không nhớ nữa, tại lúc đó lôi nhìn chiếc xe chắc cũng có nha. Là diễn viên chính rồi cho nên là anh nhập tâm rồi đúng không? Đó, thì vào lúc đó thì đương nhiên có một bác Hôm là người họa sĩ vẽ nên chiếc xe này và đi kèm vào. Thì cả hai không ai lo nhìn ai gì hết, chỉ lo nhìn chiếc xe thôi. Mà kể cả bác là người vẽ chiếc xe này ra mà bác cũng chỉ lo nhìn chiếc xe coi thật ra là cái xe của tại sao có thể mình nghĩ cảm xúc sao mình có thể vẽ được như thế hay là có nên làm thêm gì nữa không, cái kiểu như vậy. Đó thì thế là cứ hai bác cháu cứ lo nhìn chiếc xe. Và mình nhớ mãi cái cảm xúc rằng là thông thường mọi người sẽ có cái cảm xúc là nhìn chiếc xe cái kiểu người khóc có lóc hay nào nọ, hoặc là mình sẽ tìm một cái người nào mà ở cạnh mình để mình chia sẻ cái cảm xúc. Thì cả hai bác cháu cứ người đi vòng vòng chiếc xe, người đi vòng vòng chiếc xe, hai người nhìn hoài mà mấy người kia không biết nhìn nhìn gì, hay là nhìn đang bắt lỗi coi cái xe nó có chảy đâu, có thiếu đâu không, kiểu vậy. Cứ nhìn hoài. Thì đến lúc mà kết của cái chuyện là sau khi mỗi người có một cái thời gian riêng để mình nhìn chiếc xe, thì lúc đó là bác đứng một bên, mình đứng một bên, mà hai bác cháu cứ nhìn nhau như vậy nè. Mình dùng giống như là tiếng sét ái tình, cái kiểu mà mình nói câu chuyện, nói cái cảm xúc, mà nói cái mình muốn trao đổi với bác bằng cái ánh mắt với nhau, và cứ hai người nhìn nhau. Và thế là mình chủ động là mình ôm bác. Và thế là rơi nước mắt. Thì cái rơi nước mắt đó là rơi nước mắt với một người họa sĩ là lần đầu tiên, cái thông thường mình sẽ rơi nước mắt với vợ mình hay đâu đó. Nhưng mà không. Đó là mình hiểu rằng là hãng đã làm để cho mình có thể là kéo cái mood của mình lên, tạo cho những sự bất ngờ ở giới hạn của hãng. Nhưng mà cuối cùng cái cảm xúc mà thực thụ là mình đón nhận là cảm xúc của một người bác Hôm, là một người họa sĩ đã dùng hết tâm huyết này và với sự tin tưởng hoàn toàn 100%, nếu có số hơn 100% mình có thể dùng con số đó là dành hết cho bác. Mà bác rất là lo lắng là không biết một vị khách hàng này của mình vào thời điểm đấy, một người khách hàng của mình là họ có vừa ý hay không, bác rất rất là lo lắng. Nhưng mà mình chỉ nói với bác đơn giản I am very happy. Vậy cho em hỏi là cái cảm xúc lúc đó với cái cảm xúc bây giờ nó có còn nguyên vẹn không anh? Hay là nó đã thay đổi, nó lờn rồi? Tại người chơi xe này thì có thể nhìn một cái chiếc xe này rồi lại tiếp theo một chiếc xe nữa, họ sẽ mình còn nhiều đỉnh cao nữa mà, bây giờ mình không thể nào mà có cùng cảm xúc được, mình phải nâng cái tầng nó lên nữa. Anh có bị lờn cái cảm xúc đó không? Tính tới thời điểm hiện tại thì thật ra thời gian mà để mình view hết hoàn toàn cái cảm xúc mà để mình sinh ra cái chữ lờn á, mình không có.
Tức nghĩa là họ thấy Minh tới cái hoàn cảnh đó, xong ôm xong cái hỏi it's ok, rồi xong đóng đi ra. Họ final mình ở chỗ đó. Rồi chiếc xe sẽ được ship về sau. Đó, nó cái kiểu vậy. Nên là Minh cũng tôn trọng, tức nghĩa là Minh mong muốn là Minh không phải là một cái người chỉ là người đi mua xe, mà Minh muốn là Minh là một người mua một cái tấm vé, bước vào một khán phòng, được sự dẫn dắt của hãng McLaren cùng với cái tác phẩm mà bác Hôm được tạo ra, cả hai bên collab với nhau để tạo nên một cái món quà cho Minh. Nên là mình giống như một người đi coi show, thì khi bắt đầu show mình làm như thế nào, ở giữa như thế nào, và họ đã thấy ánh mắt của mình rồi. Ok, hết nha, tính tiền về. Em là một người không hề có nhiều kiến thức về xe. Cho nên là em sẽ đóng vai một cái người rất là tò mò. Chiếc xe này nó có cái điểm gì khác biệt với những chiếc xe trước mà anh đã từng có? Những cái điểm vượt trội gì? Nếu mà cho Minh có thời gian á, mà mình chia sẻ, thì có thể mọi người cũng có thể tìm ở trên mạng được, tìm hiểu về thông số kỹ thuật của xe, giá trị xe này bao nhiêu tiền mà khi mà chính hãng xuất hiện ra mà bán công bố trên thị trường. Thì Minh thì Minh không có tập trung vào thứ đấy, mà Minh chỉ tập trung vào cái là sản phẩm này đem lại cảm xúc cho tôi như thế nào, bạn bán cho tôi câu chuyện gì, bác giúp cho Minh thả hồn vào cái câu chuyện này, nó nâng lên một cái emotional nào khác. Đó là Minh đang cần là Minh như thế. Nên có thể là cái của Minh chia sẻ nó hơi riêng tư của Minh quá. Mà em cũng muốn nghe cái riêng tư đó chứ. Nó nghĩa là khi hãng McLaren họ chào Minh chiếc xe, thì Minh chỉ nói ồ giá trị nó cao, nó quá với những gì của mình đã từng có, đúng không ạ? Và để làm một động tác này ở Việt Nam thì cũng rất là phải đắn đo. Có nghĩa là cái giá trị, cái sự chinh phục được một cái giá tiền lớn, nó cũng là một cái cảm xúc rồi. Dạ, nó là một cái bước đầu, chứ mình đừng có nói là nó không bao nhiêu tiền. Tại vì đối với Minh thì thu nhập Minh có giới hạn của Minh. Cái sự đam mê của mình bỏ một cái số tiền như thế, nó cũng phải có một cái chừng mực của mình. Chứ Minh cũng không được như các tỷ phú lớn trên thế giới mà muốn như thế nào, đúng không ạ? Đó, thì đối với mình cũng phải có một cái chừng mực. Đó, thì sau khi mình nghe được cái đó thì mình cầm cái bản báo giá thì mình cũng ngồi mình suy nghĩ. Thì bắt đầu hãng mới trình bày thêm là ồ, bạn biết Elva là gì không? Bạn kể đi. Elva đó là một người phụ nữ. Một cái tiếng được họ được dịch ra là một người phụ nữ, kiểu vậy. Xong rồi mình nghĩ là một người phụ nữ thì liên quan gì tới mình ta? Hay là họ đang muốn ghẹo mình là xưa giờ là mình luôn luôn có liên quan những cái drama gì với phụ nữ hay không? Kiểu mình tự mình tự nhảy số mình lên là như vậy. Ok, để đó. Rồi xong họ mới chia sẻ là với cái xe này thì sẽ có ví dụ như là không kính chắn gió nha. Đó, cái kiểu vậy. Rồi các vấn đề mà thật ra trên mạng có thể chia sẻ hơn, mình không muốn tập trung vào các 3040 đó, các bạn có thể tìm. Thì mình chỉ nghĩ rằng là tôi mua cái xe này về nó phải khác cái gì của cái xe trước kia. Đối với một chiếc xe mà chinh phục mà có thể nâng tầm lên là một cái Hypercar, là một chiếc xe Bugatti. Thì khi Bugatti họ đến với mình, họ nói rằng đây là một cái xe mà nó chạy nhanh lắm, khủng khiếp lắm. Và anh mua cái xe này anh có hai cái chìa khóa. Có hai cái chìa khóa, một cái chìa khóa chạy bình thường và một cái chìa khóa là anh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định anh ghim vào, anh mở nó là coi như tốc độ sẽ tăng lên một cách rất là khủng khiếp. Đó là một cái cách để họ chào cho mình. Xong đó là một cái trải nghiệm. Sau đó cái trải nghiệm đó mình nâng lên một cái trải nghiệm là Pagani. Thì khi Pagani đó họ nói tôi không có bán chiếc xe. Tôi không bán chiếc xe, anh vào đây anh nhìn chiếc xe đi rồi anh xem có nó phải là chiếc xe không. Thì khi mình qua tận Dubai mình nhìn thấy rằng thì cũng là chiếc xe thôi, làm gì mà nói nhiều thế. Thì họ nói khoan, đúng không ạ, chờ đã. Thì họ mới mở capo trước capo sau ra và mình nhìn là ủa cái này nó đâu có giống kết cấu bình thường của chiếc xe đâu. Rồi tại sao chỗ này may da, ở chỗ này carbon, con ốc, tất cả mọi thứ nó đều là cái suy nghĩ của họ, họ tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật. Đấy, nó không còn là một cái món xe để mình vận chuyển hàng ngày, mình chạy, mình trải nghiệm nữa, mà nó có một cái góc khác nữa, để là nâng lên một cái level thứ hai. Thì chiếc xe Elva này nó làm sao để mình phải thoát ra được cái suy nghĩ đó, thì cũng nhờ vào thời gian. Mình đã hiểu được, mình cảm nhận được là tiền mình mua chiếc xe nó mắc như vậy, nhưng mà mình lại không chạy nhiều như vậy, thì mình đã chấp nhận với cảm xúc đó chưa? Thì khi mình nhận được cái cảm xúc đó rồi thì bắt đầu mình qua McLaren này, mình nghĩ rằng là mình mua về chắc cũng không chạy được bao nhiêu nữa đâu. Nhưng mà nếu mình có được một cái cảm giác
hay hơn và mình chấp nhận bỏ nó được, tôi không chạy nó luôn thì sao nhỉ? Ừ, nếu như coi nó không phải là một chiếc xe nữa mà là một tuyệt tác. À, vậy thôi. Nha, yeah. Tại vì Pagani thì vẫn có thể chạy đúng không ạ? À? Mình vẫn trải nghiệm nó là tác phẩm nghệ thuật, mình vẫn có thể enjoy với nó, mình có thể chạy. Rồi, nhưng mà qua cái xe này mình thử thay đổi cái suy nghĩ rằng là lúc đó mình mới đưa vào trong suy nghĩ mình nói không. Bây giờ thử một chiếc xe mua về mà làm gì để mình không có cơ hội, cái cớ để mình chạy nó thì mình làm gì? Đó, thì lúc đó mình mới đưa cái đề xuất lại cho hãng. Anh làm gì đi? Đó, lúc đó là đã có sự xuất hiện can thiệp của bác Home chưa? Chưa. À, đó mới là cái chỗ mà khác biệt đúng không ạ? Dạ. Thì trong cái quá trình đó thì đương nhiên anh em cũng thảo luận về giá cả rồi các option, và hãng có ngồi với mình luôn là bắt đầu giờ mình sẽ làm gì với cái xe đây, cái kiểu vậy. Tức là cái việc mà vẽ lên chiếc xe như thế này để tìm một họa sĩ là ý tưởng của hãng đưa cho anh Minh, hay là anh Minh có nảy ra trong đầu từ đầu? Họ có đề xuất là mình nên làm một điều gì đó với chiếc xe, họ chỉ nói là như thế. Và họ có đưa cho mình một số cái thông tin là McLaren họ đã từng có một cái cabo phía trước của một cái dòng xe khác và được một họa sĩ vẽ lên. Nhìn thấy ok không? Đó cũng là một cái điểm nhấn. Đó, thì lúc đó mình thấy cũng hay, cũng lạ, nhưng mà nếu mà chỉ có như vậy thì tôi cũng đem xe ra tôi chạy thôi. Đó, nhưng mà mình tiếp nhận cái nội dung đó và bắt đầu mới cùng với hãng là bắt đầu mình build cái xe màu này. Cái chuyện mình xong xe đi rồi mình đưa cho bác cũng vẽ gì bác vẽ thì cũng như tất cả mọi người thôi. Thì mọi người cứ đoán là anh Minh thích là màu xanh dương, màu trắng, màu đỏ thì cứ ép màu lên. Ở chỗ này xanh đỏ mình làm một hồi cái mình thấy giống cái nồi tả bí lù á, cái lẩu nó kỳ quá. Nhưng mà họ nói là không, nhưng mà thông thường tất cả các bạn trên thế giới thì họ thích, đó là cái của họ. Mình đã yêu thương cái màu gì, mình thích cái gì thì mình hãy đem cái giá trị, cái vật chất đó đem về mình thì mình là cảm xúc feeling nhất. Mình nói không, tôi đã quá ngán với cái thứ đó rồi, các bạn cho tôi cái gì mới đi. Thì bắt đầu hãng mới nói là họ đã có cabo như vậy. Mình nói được, để tôi suy nghĩ. Và cuối cùng là mình mất khoảng vài ngày, bắt đầu mình trải nghiệm, mình suy nghĩ thêm. Bắt đầu mình đề xuất ngược lại hãng, tôi mong muốn có một người họa sĩ mà vẽ một cái tác phẩm như thế này. Thì lúc đó mình có liệt kê vài họa sĩ. Thì lúc đó bắt đầu sẽ kết nối vài họa sĩ. Thì đối với bác Hôm thì có một cái nhân duyên. Thì nhân duyên là gì? Khi mình bước vào một cái phòng tranh bên McLaren thì có là công ty đại diện SNS tại Việt Nam. Thì họ có một cái phòng tranh của họ. Thì mình lên mình chiêm nghiệm phòng tranh thì có các họa sĩ A, họa sĩ B. Nhưng mà khi mà mình sở hữu cái tác phẩm tranh là của một nghệ sĩ khác thì nghệ sĩ đó có collab với cái hãng đồng hồ mà mình đã từng trên Minh Show của những tập trước. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ bắt tay vào. Nhưng mà khi mình nhìn lại bức tranh mà của bác Hôm ở trong đấy thì mình mới đứng mình nhìn hoài. Tại thật ra mình không hiểu nhiều về tranh, nhưng mà khi mình đứng nhìn hoài mình cái này nó hay ta, như thế nào, ủa sao tự nhiên hút mình vậy. Thì bắt đầu mình mới nhờ các bạn trao đổi về cái kiến thức về tác phẩm hơn. Thì mình thấy rõ ràng là đây là một người phụ nữ. Elva là một nữ, mà bác thì cuộc đời của bác Hôm lại gắn liền với người phụ nữ là mẹ của bác. Bức tranh bác vẽ luôn luôn trừu tượng và nói về người phụ nữ, cảm xúc, tất cả mọi thứ. Mình nói đây là một cái sự liên kết. Nên là mình thấy là đây nó gần như là đi tới khoảng chừng 70% mình quyết định là sẽ để bác giúp cho mình trên một cái tác phẩm nghệ thuật là như thế. Vì mình cũng em cũng rất là thắc mắc là tình cờ đây là một họa sĩ người Việt hay là anh chủ đích tìm đến bác Hôm Nguyễn vì bác là một người gốc Việt để vẽ bức tranh này. Minh là người chủ đích vì khi cuộc đời Minh gắn liền với các một số vật phẩm kỷ vật mà các bạn có thể thấy trong show của mình của tập trước thì Minh luôn luôn Minh rất là tự hào mình là người Việt Nam. Thì khi mà mình đi tìm hiểu nữa thì bác lại là gốc Việt, đúng không ạ? Và bác luôn luôn tự hào điều đó. Nên là các điều kiện từ người phụ nữ nè, đó, rồi là người Việt Nam nè, đó. Nên là bây giờ mình chỉ có người Việt với người Việt thì mình mới hiểu nhau. Thì thật sự vào thời điểm đó mình nghĩ rằng cho tôi gặp bác đi, tôi ngồi tôi kể hết câu chuyện của tôi cho bác. Cái bên kia mới bảo là dạ nhưng mà em xin lỗi anh, bác không biết nói tiếng Việt. Mình bắt đầu chết rồi, bây giờ mình đang đi tới 70-80% rồi, bây giờ bác không biết nói tiếng Việt mà tiếng Anh thì mình cũng không thể nào mà mình nói hết cái nỗi lòng của mình.
đó, mà bác là một nghệ sĩ thế giới, mình không thể nào bắt bác ngồi 2-3 ngày để mình ngồi mình tỉ tê. Giống như mình viết nhạc thì mình cũng phải cầm nhạc sĩ mình nói đúng không ạ? À? Nhưng mà giờ bác thì sao? Thì cuối cùng mình về mình chịu khó mình đọc tiểu sử của bác. Và mình nghĩ rằng là không, mình có giỏi ở khía cạnh nào ở Việt Nam thì mình cũng chưa được mọi người công nhận rằng là kiến thức, kinh nghiệm và cái cảm xúc của mình có thể vươn tầm ra thế giới. Thôi nhưng nhân duyên đã tới đây rồi thì lúc đó xin phép với hãng rằng là tôi trao lại hết đứa con này cho bác. Bác hãy làm những gì mà bác mong muốn để thế giới cảm nhận được là những cái vision của bác trong tương lai 5 năm, 10 năm hay là cả cuộc đời của bác lên tác phẩm này. Mình chỉ xin phép là hãng có thể nói câu đó với bác. Nếu bác say yes thì mọi thứ sẽ keep going. Ok. Anh chi rất nhiều tiền để có thể có được những cái hình ảnh, những bức vẽ của một họa sĩ nổi tiếng thế giới trên chiếc xe của mình. Nhưng nó lại không mang dấu ấn cá nhân của anh. Và anh là vẫn là người sở hữu. Yeah. Vậy anh có nghĩ cuối cùng thì sản phẩm này anh nhìn lại nó thì nó có động lại gì trong cái chính trái tim của anh không? Yeah. Câu hỏi rất là hay. Cái cảm xúc đầu tiên mà khi mình nhìn được cái sản phẩm này, cái tác phẩm này là mình nhớ về mẹ mình. Một cảm xúc mà người phụ nữ đã dạy dỗ cho mình rất nhiều từ khi mình còn rất nhỏ. Thật ra một đứa trẻ nào cũng rất là ham vui. Nhưng đối với mẹ mình từ đó tới giờ này, mẹ mình vẫn chưa bao giờ động viên mình là con nên mua món A, con nên mua món B, con hãy chơi đi. Nhưng mẹ luôn nói là mẹ không, mẹ chỉ cho con tiền để con đi mua kiến thức. Nên là mình cũng, đó là một cái lý do gần như chính thức nhất mà mình muốn sở hữu chiếc xe và đưa hết tâm nguyện. Vì mình cùng bác là hai người rất thương mẹ. Dạ, mình muốn đáp lại cho mẹ hiểu rằng là con hôm nay đã trưởng thành rồi, mẹ không còn lo nữa. Ngày hôm nay con có được sự yêu quý của tất cả mọi người, sự công nhận một mức độ nào đó. Con cũng là một doanh nghiệp, con cũng là một người đi làm, cống hiến cho công ty suốt thời gian qua. Thì ngày hôm nay xem như là con nói với mẹ con trưởng thành. Là mẹ anh đã có cuộc trò chuyện này với anh về chiếc xe rồi. Dạ, yeah. Và mẹ đây là lần đầu tiên mẹ là người ủng hộ anh chơi xe. Tức nghĩa là không phải là mua cái xe này bao nhiêu tiền mà ủng hộ vì thấy đứa con mình nó đã trưởng thành. Nên chiếc xe này là chiếc xe mà khác những chiếc xe khác, là những chiếc xe khác mình đã có chia sẻ là ba mẹ sẽ hỗ trợ cho mình một phần tiền nào đó. Đó là một món quà sinh nhật vào những cái dịp sinh nhật của mình, hoặc đó là sự cống hiến trong suốt một thời gian dài của mình trong công ty. Thay vì chia cổ phần thì đó, mình cũng được một phần nhỏ nhỏ là vừa đi làm vừa có ba mẹ ủng hộ. Đây là một cái món đầu tiên mà mình tự thân vận động và được sự ủng hộ tinh thần của ba mẹ. Cái đó mới là cái quý. Vậy chiếc xe này á, khi từ khi có Elva, cái cuộc sống riêng của anh hay là cái cách yêu của anh á, nó có thay đổi không? Hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi vì khi mình đã hiểu được cách của mình sống như thế nào rồi, và mình chia sẻ và mình hành động với những người thân xung quanh. Cuộc sống mà có những cái sự cố nó sẽ có xảy ra, va chạm, lời ăn tiếng nói. Nhưng trong suốt thời gian 2 năm qua, mẹ cũng công nhận rằng là đứa con này nó ok quá rồi. Và lúc đó mình cũng sợ rằng là ba là người ủng hộ mình trong cả cái hành trình. Ba là người khơi cái nguồn đam mê của mình mà, để mình chơi xe đó. Nhưng mà tại với cái thời điểm này thì chiếc xe này không phải là ba là người phát xuất điểm ra, mà mẹ là người ủng hộ đầu tiên. Đó, nhưng mà sau đó mình vẫn có chia sẻ với ba. Con nói thiệt với ba là không, xin lỗi, là mình hay xưng là bố. Bố, con đây là mẹ ủng hộ con xe đầu tiên. Con cũng xin phép bố là cho con có thể tiếp tục cái ước mơ của con, và hy vọng rằng bố là người cùng cảm xúc với con, chứ không phải vì là mẹ là người đồng ý rồi bố lại không vui, trong khi bố là người cùng hành trình dài nhất, đúng không ạ? Nhưng mà đây cũng là lần đầu mẹ đồng ý, thì bố hãy ủng hộ con. Và cuối cùng cả ba người trong gia đình đều hòa cùng một nhịp, cùng một trái tim. Nếu mà họ không ủng hộ thì sao? Dạ thì cũng phải năn nỉ cũng bằng mọi cách cũng sẽ năn nỉ được. Mọi cách Thông qua ba cuộc trò chuyện, em thấy anh Minh là một người quyết tâm làm bằng mọi cách để có thể làm được cái điều mình muốn. Và một cái nữa là anh cũng là một người, như anh tự nói là anh có kế hoạch
anh đã tính trước. Khi mà anh làm một việc là anh sẽ tính trước bước 1, 2, 3, 4 năm rồi. Nhưng cái bước mà đợi 2 năm này anh có tính trước được không? Trong thời gian 2 năm đó anh có bị bấn loạn không? Khi hãng là người hỏi anh rằng là anh Minh ơi, cái xe này khi anh ký hợp đồng, anh thanh toán và bắt đầu được lên dây chuyền sản xuất, tất cả mọi thứ bên nhà máy họ sẽ có chiến dịch của họ, có cái kế hoạch sản xuất xe của họ, và sau đó anh sẽ được nhận xe. Tổng thời gian nhận xe xong thì bác Hôm sẽ phải vẽ này tại Pháp, hoặc bác sẽ phải sang Anh để vẽ tại nhà máy. Tất cả mọi thứ này tụi em chưa tính toán được gì về chi tiết cả, nhưng mà nó sẽ khá mất thời gian nhé. Anh nói anh cho phép tụi em dài nhất có thể, vì anh mong muốn rằng là cảm xúc của anh càng xuống sâu chừng nào, tức nghĩa là càng không được sở hữu nó nhanh chừng nào, thì cái thứ đó mới là cái anh mong đợi. Anh cho tụi em toàn quyền. Nên trong câu chuyện này các bạn thấy rằng là anh là một người trả tiền, nhưng mà cuối cùng anh giao cảm xúc của anh hết tất cả mọi thứ. Mà khi có những cuộc trao đổi, những cái vấn đề phát sinh nảy lên, anh đều giao lại cho họ hết. Anh có lái ra đường không anh? Chứ em nhìn là em thấy trời ơi, lái nó ra một chút xíu thôi là tim rớt xuống dưới đất rồi. Anh cũng hy vọng rằng là có một cái cảm xúc nào sẽ thay đổi trong tương lai. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại và khoảng một thời gian cũng chắc cũng dài thì chắc cũng chưa. Chưa hả? Dạ. Yeah. Là cho cảm xúc nó xuống tới đấy nữa đi. Dạ. Yeah. Rồi đợi có một cái dịp đặc biệt nào đó. Dạ. Yeah. Là mình lôi ra đường. Dạ. Yeah. Nhưng mà em cũng biết là lúc mà mình đang ngồi nói chuyện và mọi người đang nghe cuộc trò chuyện này thì đã có một cái event đúng không? Dạ. Yeah. Mọi người cũng đã được xem chiếc xe này. Dạ. Anh có thể chia sẻ một chút là anh định cho những ai sẽ là người được chiêm ngưỡng cái chiếc xe này bằng tận mắt? Với tổng quỹ thời gian là hơn 2 năm để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Và tại sao phải là chọn cái ngày hôm đấy? Đúng không ạ? À? Tất nhiên là khi mọi người sẽ xem và mọi người đã biết event thì chắc chắn sẽ biết là cái ngày đó. Thật ra là một ngày cực kỳ hạnh phúc của anh. Mà là thật ra nó là 11 năm mà anh và Mina ở bên nhau. Và nên anh có nói với hãng là nếu em đưa xe về mà nó chệch cột mốc của ngày 12 tháng 10 thì chúng ta sẽ thêm một năm nữa. Là 12 năm. Nó cứ là như thế. Phải đúng cái ngày tháng 10 đó. Phải đúng ngày tháng 10 thì nó đang có sự khó khăn. Tức nghĩa là hãng nói không sao đâu anh, khoảng từng năm, một năm rưỡi là em xong xe rồi. Không, em một năm rưỡi em xong xe, em cứ để tại nhà máy, anh không có nhu cầu lấy xe về. Vì anh đang muốn kéo cảm xúc anh xuống, và anh chỉ mong rằng cảm xúc của anh khi anh đang ở điểm này nói với tất cả mọi người, và chỉ vài ngày nữa là event anh xuất hiện, thì cảm xúc của anh nó mới thật thụ là anh là như thế nào. Anh biết anh sẽ cần gì, phải làm gì. Dạ. Anh có nói trong những tập trước là anh chơi xe và anh cảm thấy cô đơn, anh muốn có bạn chơi cùng. Anh cũng đã có những người bạn chơi cùng, nhưng càng ngày thì cái level của anh nó càng cao rồi. Vậy anh có thấy là càng đi cao, lên cao, mình lại càng cô đơn hơn không? Anh muốn giống như là nói cho đông đầy cái ý của em hơn. Tức nghĩa là cái level của anh đang lên là level cảm xúc của anh lên. Chứ anh không tách rời tất cả mọi người rằng là tôi giàu hơn, tôi chơi cái xe xịn hơn, tôi chơi cái xe độc bản mà không ai có khả năng. Anh không bao giờ thách đố ai cả. Nên anh muốn nói rõ ràng với mọi người là level của anh đang là level cảm xúc của anh lên cao nhất. Nên anh hy vọng rằng là tất cả những gì anh đang cố gắng để làm thì những bạn cùng niềm đam mê với anh có điều kiện thì chúng ta dùng những tiền để chúng ta có thể trải nghiệm những cái xe mà nó quý hơn, mắc hơn. Còn những người có điều kiện ít hơn thì vẫn tìm những cái mẫu xe phù hợp với khả năng của mình hơn. Nhưng thử thay đổi cảm xúc của mình với chiếc xe hơn là cảm xúc mình đang chạy chiếc xe thì sao? Đó là một cách suy nghĩ mới mà em chưa từng nghĩ tới luôn. Tại vì đương nhiên là khi mình nghĩ đến chiếc xe, mình phải nghĩ đến công năng đầu tiên của nó là di chuyển, vận chuyển. Và cảm ơn anh đã cho em một cái góc nhìn mới về một chiếc xe. Vậy thì sau Elva, sau McLaren Elva thì cảm xúc của anh còn có thể đi lên được nữa hay không? Nó sẽ đi tới đâu? Nếu như vậy thì chắc phải nhờ sự hỗ trợ của các hãng xe để cho thêm được những cảm xúc mà sau khi các hãng đã thấy anh gắn liền với hãng McLaren thì có thể McLaren vẫn tiếp bước, hoặc là các hãng xe khác mà anh luôn luôn yêu quý thì họ sẽ tìm ra những cái câu chuyện nào nó sẽ phù hợp với cảm xúc của anh, sẽ cho anh được cái điều đấy. Rồi, vậy thì bây giờ cuối cùng em muốn hỏi một cái câu là anh có thể
coi như một cái chớp mắt của mình là 1 tỷ đi. Dạ. Thì bây giờ anh hãy ngầm thông báo trị giá của chiếc xe này bằng việc chớp mắt. Xin mời bắt đầu. Nếu mà chớp như vậy là một hồi là nó phải đi bệnh viện luôn á. Như vậy thôi, bây giờ mình có khả năng là mình nhắm càng lâu thì nó sẽ càng tốt hơn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là mọi người hãy xem anh nhắm mắt và anh thể hiện cảm xúc và nụ cười của anh nó hạnh phúc như thế này trong cái khoảng cách là bây giờ anh vẫn đang nhắm, và khi anh kết thúc cái việc nhắm và anh mở mắt ra thì tất cả mọi người sẽ cùng cảm xúc với anh. Dạ. Rồi, hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ có cùng cảm xúc với lại anh Minh. Và em chúc cho đầu tiên là cái mối quan hệ của anh với lại Nina đã đi được một chặng đường rất là dài, rất là nhiều gian nan. Anh cũng đã tìm lại được hạnh phúc. Đó là cái điều tuyệt vời. Em nghĩ cái cảm xúc đó mới là cái đỉnh cao. Đúng không anh? Dù mình có được một chiếc xe nhưng cuối cùng mình vẫn còn những người gia đình bên cạnh và ủng hộ mình trong mọi quyết định của mình. Đó mới là đỉnh cao của cảm xúc. Tính tới thời điểm hiện đại, tức nghĩa là anh đã được sự đồng cảm của ba mẹ và họ đã thấy anh trưởng thành. Đúng không ạ? Đó là phụ thân phụ mẫu của mình. Kế tiếp là người phụ nữ bên cạnh mình, họ cũng đã trải qua quá nhiều cái thử thách và cần sự chứng minh hành động của anh. Và các con của anh thì cũng đã lớn và cũng đã hiểu được người cha của mình đã thay đổi như thế nào, và các bé luôn luôn yêu quý anh tính đến hiện tại. Và cái cuối cùng đó là ai là tất cả những người bạn mà hồi xưa giờ họ có thể là chưa có thấy anh trưởng thành, vẫn còn lôi nhoi quá, thì hôm nay có thể họ sẽ thay đổi suy nghĩ. Và trong nhóm bạn đó thì chắc chắn sẽ có một cái nhóm bạn là đam mê về xe, sẽ thấy rằng là ồ, thì ra mình nó ấp ủ, nó giấu hai năm trời và nó không nói với ai cả, kể cả những người thân nhất, họ cũng những người bạn rất thân cũng không nói gì cả, để mang cái cảm xúc cuối cùng để mọi người khi tận hưởng được chiếc xe, nghe được câu chuyện này thì cũng là như mình. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều vì câu chuyện, và hy vọng là mọi người đã thưởng thức một cái background đắt tiền nhất từ trước đến giờ. Và mong là mọi người cũng có thể có thêm được nhiều dịp để tận hưởng thêm những cái đỉnh cao cảm xúc khác của anh Minh trong những tập tiếp theo của Minh Show. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.